Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí lạnh sẽ có cường độ ổn định nên nền nhiệt có xu hướng tăng nhưng khá chậm. Mức nhiệt đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ dao động từ 8 đến 11 độ. Khu vực vùng núi là từ 4 đến 7 độ, riêng một số nơi ở núi cao thì vẫn có nhiệt độ thấp hơn. Tình trạng rét đậm không chỉ xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ mà còn bao trùm toàn bộ khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế. Trong đó, ở khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, ngoài gió rét thì còn có mưa, có nơi mưa vừa mưa to, vì thế trời càng buốt giá hơn. Dự báo trong đêm nay, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, mức nhiệt là từ 9 đến 12 độ. Riêng một số nơi ở vùng núi phía Tây của Thanh Hóa và Nghệ An có thể có nhiệt độ thấp hơn. Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 15 độ. Sang ngày mai, Thanh Hóa và Nghệ An trời nắng sớm. Đến chiều, nhiệt độ sẽ là từ 17 đến 19 độ. Còn ở các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây. Riêng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vẫn có mưa, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ 15 đến 17 độ. Gió rét cũng ảnh hưởng đáng kể tới Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Dự báo trong đêm nay, khu vực này sẽ có mức nhiệt từ 17 đến 18 độ. Còn nhiệt độ trong ngày mai ở đây cũng chỉ dao động từ 19 đến 21 độ, trời mưa rét. Những cơn mưa cũng xuất hiện ở cả Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, vì thế nhiệt độ trong ngày mai ở đây cũng không vượt quá 25 độ. Còn Ninh Thuận và Bình Thuận thì nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 27 đến 29 độ. Dự báo nhiệt độ trong đêm nay ở Tây Nguyên sẽ tiếp tục giảm xuống ngưỡng từ 16 đến 19 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi, tập trung ở các tỉnh ven biển. Nhiệt độ sẽ dao động từ 22 đến 25 độ, riêng một số nơi ở miền Đông có nhiệt độ thấp dưới 22 độ. Ngày mai ở Tây Nguyên vẫn có nắng cả ngày, nhưng do gió đông bắc thổi mạnh nên nhiệt độ hầu hết chỉ dao động từ 24 đến 27 độ. Nam Bộ ngày mai vẫn duy trì nắng ráo cả ngày, nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Trên biển, dự báo trong ngày hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ vẫn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.